cây đi. 10.000 thì được 2 cây mấy? 2 cây không, 10.000 5 cây nữa. 5 cây hôm nay nhá, 1 nhá. Đây, mặt tiên đấy. Cái cây của mày đây thì nó sọt vô cho mày nữa. Về đi, về đi, còn nắng rất chín đấy. Từ từ, để mày nướng rồi chứ. Cây đi. Lâm vừa ngon lắm của cô Lâm ra đi. Có cái mặt tiên không? Có kéo ăn thích thích miễn phí nhé. Ừ, nhằm bảo an toàn thực phẩm không? Có bảo hành không? Không. Hả? Lên suốt rồi đó chị. Tại vì luôn rồi. Chị chi đó chị. Ơi, nó đang làm gì vậy? Nước ơi. Đấy, rồi. Đi xe nước. Trời, đi luôn. Nó đang đi. Nó thầm ơi, cho nó đi lắm. Thấy chú xe kìa. Nó đi, cô nó thầm. Đấy. Đây em quẹt của cô quẹt đây. Đi đâu? Nước, nước, nước xúc xích. Nước đây. Nhìn này mấy đường này, mấy đường nữa rồi. Quán chết chơi. Mình nướng người quán chỉ có mình mới chết chơi. Có thể nướng ngoài quán. Canh được có thể. Wow, nhìn ngon này. Ủa, cái gì mà đen đen đây? Đi đấy, không thích cháy à? Đây đi. Bằng nhau cá thì bằng nhau đi Hoa. Đây, ok. Đây là, wow, cái xúc xích đen chung. Nước cá không được, con không được, má không được. Ơi. Ok, chỉ có mình mới chết chơi, người chơi mới đủ tinh đồ mới vào. Nước ngày quán đấy các bạn ạ. Không cần về nhà nữa. Về nhà nướng lâu. Lâu ăn. Nước ngay tại quán. Còn bạn là hồng. Mà muốn ăn chút thích thì mà đến chỗ mình thì đến đây. Để mua ủng hộ quán của Long. Đâu, thì sao ra quảng cáo rồi ta ăn chỗ nhá. Hai cây đi đéo đả mấy hả? À, ăn hết mấy cây này ta về cũng đồng tiền lắm nhỉ. Ta vừa ra ăn đúng không? Ừ. Quán thì con nướng thì rồi thì đồng tiền quán vàng nhỉ. Thế là ta chú. Tiền đầy. Tiền đầy cũng đồng em. Quảng ai chịu thì nó đăng mà nó biết. Mua chục cây ăn với đả ra đi. Thì ăn như thế này. Thì ăn cây. Ăn tranh nhau ăn. Thầy chục cây 6 tôm rồi. 5 cây nữa tôm luôn cho nó nắng thổi luôn đây. Chưa mổ. Chưa mổ qua bên bên đứng bên kia để đứng bên cái quạt nữa. Mình đứng bên quạt nữa. Để cho bà Hồng nướng này. Thế vừa chụp ảnh cả. Chụp bà đau luôn. Rất là bay lên phây là. Phây có tiền nữa đấy. Mới được nổi tiếng. Ừ. Nhiều người biết. Hồng nước cá ớ. Bà Hồng nước cá là cùng Nhật làm cái bà Hồng nước cá rồi thôi. Đi. Có cái bà Hồng nước cá. Thì sao quảng cáo cho mấy nhiều nhỉ? Nó canh giờ. Nước mấy quảng cáo cũng nhiều hả? Đúng rồi. Nó quảng cáo cá thì quán phải sao đông chứ. Rồi đi. Cao. Rồi cũng nhiều quá. Ủa. Thấy Thảo bán cá nhiều đó. Cháy đèn thui rồi. Được rồi hả? Được rồi. Đây. Cái này ăn mới ngon nhỉ? Ăn mới đắng lòng nhỉ? Đây cái xúc xích thôi, đây nước của mình. Đây.
thanh niên đứng thèm đứng nhìn ăn. Ngon. Ngon quá mà. Nhà có tương cấm được rồi. Kiểu như vì ăn trộm tiền ngoan ấy. Một chục cây. Đã, bạn nào đã đi mua xúc xích và nướng tại quán đi đó. Ngon quá, cái của mình miếng ngon. Em yêu. Nó ngon hơn. Mẹ ông mất cớ quá. Ok, thì bây giờ thì mình sẽ về nhà ăn cơm tiền và ăn cơm tiền của bánh địa tôm ít tăm để về mua xích ăn tại vì nó ngon quá. Còn bây giờ thì xin chào các bạn. Còn bạn nào thích cái clip này thì hãy like và chia sẻ. Hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Còn bây giờ thì xin chào các bạn.